Vâng, xin chào các bạn nhé. Vâng, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Giải trí Vũ Lâm 2. Vâng, một bạn Dương Dương Cung không hiểu sao lại chơi cái kim sa này, hay là lấy kim sa búp. Vâng, cũng không hiểu nổi. Vâng, đấy là chuyện của người ta. Vâng, đến với chuyện của mình hôm nay thì Long đang ở bên server Cuồng Long các bạn. Đang ở bên server Cuồng Long chính thức. Vâng, bên server này đây các bạn này, chuyển sinh 8 cấp 92 mà bạn ấy đã được một món kim sa, chọn một bộ kim xà lăm rất là ngon. Kiểu này là Long phải cố gắng cày nên chỉ sinh 8 thôi để được một món kim xà lăm. Ui trời ơi, dành cho Thúy Yên của mình rất là ngon đây. Kim xà 4 cùi vãi. Chán ghê. Và hôm nay thì nhận được tin một bạn ở cùng server không hiểu sao bạn ấy bắn Thiên Long Quyền đi. Thì bạn ấy nhờ bán Thiên Long Quyền để đi dạo đi nhá. Vâng, một Thiên Long Quyền để đi dạo cho các bạn quanh vòng quanh Vỡ Lâm 2 server mới, server Cuồng Long. Long sẽ vào ác luôn. Vâng, hôm nay thì một bạn đã PM ở cùng server ở đây. Có thể thá đàng hoàng. Bạn ấy muốn bán đi với giá 200.000 2 ca su, 200k Việt Nam đồng, giao dịch bằng thẻ su cũng được, thẻ Zing các bạn. Thẻ Zing thì các bạn có thể ra thế giới di động mua rất là nhiều, quan trọng là có tiền hay là không. Một em Thiên Long Quyền tái sinh 7 cấp 92 và có kim xà 4 này cộng 7 này. Tất nhiên là đây là server mới luyện mà tịch kỳ cũng chưa hoàn tất này, hoàn tất rồi nhưng mà nó chưa được phần trăm. Các bạn mua về có thể luyện thêm bộ kim xà 4 cộng 7 và chưa mở khóa đồ. Nó đá quần thì hào hiệp vô hạ các bạn. Vâng, một cặp Diệu Dương các bạn chắc là bạn ấy vừa đổi xong phần tích lũy đổi thưởng các bạn. Đấy, một em nó đá quần hào hiệp vô hạ, vũ khí chiến cường cộng 9. Cái này set một cũng cộng 9 luôn các bạn. Đấy, đấy ác thì nó sơ sài lắm bởi vì là server mới mà. Server mới nó chỉ có thế thôi. Kinh mạch đây, bạn ấy đã tẩy kinh, đã kích hoạt điểm kinh mạch đây. Các bạn nhìn xem cái dòng bên này chắc chắn là dành cho phái lội rồi. Cái này thì hỗ trợ cho phái lội cũng như là cả Ngami và tất cả các phái khác đều có khả năng là tăng bên này để hỗ trợ, ví dụ hỗ trợ này, công kích kéo dài này, hoặc là phòng ngự kéo dài. Đấy, bên này thì đa số là ai cũng tăng, còn mạch chính của nó là đây, phái lội, dành cho phái lội. Phái ngoại thì bên này và hỗ trợ một tí nữa, đó là dòng đây là về cho năm dọc hay là cái gì đấy, nhưng mà bên phái lội phái ngoại cũng đều tăng chỗ này, đó là có dòng sát thương tăng đấy, hoặc là tỷ lệ sát thương tăng đấy. Còn mạch chính của nó nằm ở bên này phái lội nha các bạn nhớ nhá. Đấy thì là hôm nay thì bạn ấy bắn với ác này dưới giá là hai ca su giao dịch bằng thẻ Zing. Vâng, bạn nào mua thì hãy comment nhé. Vừa video này thì chả có cái deck gì các bạn, rất là ngắn thôi, rất là ngắn. Đây một em Thiên Long Quyền này, Dương Dương Cung này, làm ván không? Để Long ơi, để Long lấy Thúy Yên Vũ Tiên. Vâng, đánh cho nó vui vì đồ mình cũng có luyện đâu này, mà tịch có 8 thành xịt rồi các bạn.
Nhưng mà chủ yếu là đi phó bản nên là cũng không quan trọng. Đấy, bạn ấy chạy đi đâu rồi? Vâng, nhoáng phát đứng đây đã chạy mất rồi. Vâng, về võ công ấy, đây, chắc chắn là đã học rồi. Vâng, không nói nhiều nữa nhé. Video này rất là ngắn thôi, cũng chả có gì. Đồ đạc thì các bạn có thể xem đây. Đấy. Nhẫn này, đấy, hồ tinh đơn này. Đấy. Hiệp nghĩa chi chương này. Vâng, chủ yếu là bán ác này để đi dạo Võ Lâm 2 thôi nhá. Với giá là 200 cao su. Đấy, các bạn mua về có thể là mở kim xà bốn ra chơi tạ mật tịch này. Đấy, mật tịch thì các bạn có thể luyện lại vì ác này rất rẻ mà, có 200.000 các bạn. Đấy, những cái này yêu quyết này thì là các bạn không kiếm được thì các bạn có thể rút ra, các bạn có thể là mua nữ hoa các bạn, cùng nữ hoa thì chúng ta rút ra. Nữ hoa bây giờ nó bán rẻ lắm các bạn, server này mới ra mà. Đồ đây. Đấy, có 30 vàng này thì chúng ta sẽ rút được cái yêu quyết này ra và chúng ta luyện sang quyển khác, lắp vào quyển khác là ok. Ác này thì chưa có phục sinh bét hoặc là chưa làm nhiệm vụ tay bét. Vâng, ác này đồ đạc nó chỉ có thế thôi các bạn. Kim xà 4 này, cộng 7 này, chưa mở khóa này. Lò Na Quân Hào Hiệp Vô Hạ cộng 9 này. Ngọc Diệu Dương hỗ trợ mật tịch 8% này. Bao tay chiến cuồng cộng 9. Vâng, có cái đục này, đấy các bạn nhìn xem. Đã đục rồi, một lỗ. Và cái này thì hai lỗ. Về văn sức ý, thì server mới nó chỉ có thế thôi. Trước khi vào game ý, nhận sự kiện mốc ý, thì nó cho bằng này. Và mở ra chế độ hên xui, có cái nội công, có cái sức mạnh, có cái thì thân pháp linh hoạt và nó không theo thứ tự nào cả, nó lẫn cả lộn lên, nó không theo thứ tự như, ví dụ như là kim mộc thủy hỏa thổ, nó không theo như vậy mà mở ra chế độ hên xui. Và cái này thì nó cũng không nói nhiều bởi vì nó rất là cùi, ai cũng thế thôi các bạn. Ví dụ như bạn này cũng thế, đây này bạn này cũng thế, đây này ví dụ Thúy Vũ Tiên người ta dùng ngoại công đúng không ạ, ngoại công ngoại công đấy, hoặc là thân pháp vào đây, sức mạnh thân pháp, nhưng mà đây nội công gân cốt đấy, mở ra là có chế độ hên xui, có nghĩa là nó mới ra nó cho hên xui, chúng ta không có sự lựa chọn. Và sau này chúng ta hành tẩu giang hồ thì chúng ta có thể mua hoặc là đi cày kiếm thêm. Đấy, một bạn tài sinh 8 cấp 91 cũng đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ok, đấy. Rồi, không nói thôi nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Ác này đã có thông tin và các bạn mua đầy đủ thông tin cả. Bạn nào mua thì hãy comment bên dưới video. Và link Facebook của chủ ác thì Long sẽ ghim phần nhận xét video, bạn nào mua hãy comment ngay. Và video này nó chỉ có thế thôi, ngắn rất ngắn ơi là ngắn, và nó chẳng có cái gì cả, đồ đạc nó chỉ thế thôi. Quan trọng là có bộ Lò Na Quân Hào Hiệp Vô Hạ này và một kim xà 4 này, mật tịch thì các bạn như này, ngọc thì Diệu Dương 8% này, bao tay chiến cuồng này các bạn nhìn biết rồi đấy. Thì nó rơi vào với giá là 200.000 các bạn nhé, giao dịch bằng thẻ Zing, 200.000 giao dịch bằng thẻ Zing. Đấy, thẻ Zing. Đấy. Ví dụ các bạn có thể gạ thế nó quyền để đánh nhau hoặc là cái gì đây để tùy các bạn. Các bạn mua về các bạn có thể đi dạo các bạn. Đi dạo như này đấy. Đi dạo xem Long Cùi nằm ở chỗ nào này, hoặc Long Cùi đang bày bán gì này. Long Cùi tối có cho anh em đi TLT hoặc là đi Thái Hư hay không này. Đấy, chẳng hạn hoặc là các bạn nó xem ai bày bán thì tích thích cái nháy làm phát mua đấy. Thế gọi là đi dạo quanh Võ Lâm 2 các bạn. Đây các bạn có thể thấy ngọc này đấy. Cầm bọc này ninh đồ này thích thì các bạn mua.
Rất là nhiều đồ các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn nhé. Long sẽ xin up video đây. Ai mua liên hệ ngay lập tức nhá, với giá 200.000. Các bạn có một cái arc tài sinh 7 cấp 90 đồ non Acon hào hiệp vô hạ và đi dạo quanh võ lâm 2 vô số 4. Ok, bye bye.